Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 3. Chương trình có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Đoàn cán bộ nữ tỉnh Vĩnh Long tham quan các di tích lịch sử tại tỉnh Sơn La trong chuyến về nguồn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Diễn đàn báo chí toàn quốc tiếp tục ngày làm việc thứ hai với các phiên thảo luận chuyên đề được các đơn vị báo chí, đơn vị quản lý báo chí trong cả nước quan tâm. Một góc nhìn sự thật có phóng sự, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh. Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng đất nước dựa trên ba trụ cột chính là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình đó, không hy sinh công bằng, an sinh xã hội, môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, đề cao quyền con người, trong đó có quyền về nhà ở. Nhà ở là một trong ba trụ cột an sinh xã hội, như ông cha ta đã có câu, an cư mới lạc nghiệp. Thủ tướng cho biết, thực hiện chủ trương đường lối đó, Chính phủ đã rất quan tâm để phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, Chính phủ đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, chỉ đạo tích cực triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Các bộ ngành địa phương tích cực triển khai, tuy nhiên kết quả chưa như mong muốn. Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, trong đó kiểm điểm là các chủ trương, chính sách, thể chế, cách làm, việc xây dựng quy hoạch, dành quỹ đất tài chính cho phát triển nhà ở xã hội. Theo Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã quy hoạch 1.316 khu đất với quy mô 8.611 hectare làm nhà ở xã hội. Từ năm 2021 đến năm 2023, trên địa bàn cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô hơn 411.000 căn. Đặc biệt, gói tín dụng 120.000 tỷ cho vay nhà ở xã hội. Đến nay, các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó đã có 8 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 640 tỷ đồng. Tiếp tục chuyến về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay, đoàn cán bộ nữ tỉnh Vĩnh Long do bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tham quan các điểm di tích lịch sử tại tỉnh Sơn La. Tham gia cùng đoàn có bà Nguyễn Thị Minh Trang, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và gần 100 cán bộ nữ, nguyên là lãnh đạo đã nghỉ hưu, lãnh đạo nữ các sở, ban ngành, đoàn thể và phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Về phía tỉnh Sơn La có bà Tráng Thị Xuân, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà tù Sơn La đã anh dũng chiến đấu hy sinh bảo vệ độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Đoàn cũng đã đến tham quan di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, bảo tàng Sơn La, cây đào tô hiệu. Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1908 trên đỉnh đồi Khao Cả, nay thuộc phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Thực dân Pháp đã biến nơi đây thành một địa ngục trần gian để giam cầm, đày ải những người Cộng sản Việt Nam yêu nước. Tuy nhiên, cũng chính tại chốn địa ngục trần gian này, khí tiết của những người Cộng sản càng thêm chói sáng. Nơi đây đã ươm mầm cho những hạt giống đỏ đầu tiên cho phong trào cách mạng tại Việt Nam. Nhà tù Sơn La được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 12 năm 2014. Mỗi năm nơi đây đón hàng trăm ngàn lượt khách trong nước, quốc tế đến tham quan, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Sáng nay, trong khuôn khổ hành trình Tuổi Trẻ Vĩnh Long vì Biển Đảo Quê Hương năm 2024 tại xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Trung đoàn 152 Quân khu 9 tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2024-2027. Theo đó, trong giai đoạn 2024-2027, tỉnh đoàn Vĩnh Long và Trung đoàn 152 Quân khu 9 sẽ thực hiện 4 nội dung trọng tâm, trong đó tập trung chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 về truyền thống của dân tộc, của đảng, của quân đội, truyền thống của tỉnh Vĩnh Long, chủ quyền biển đảo và biên giới đất liền. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, tích cực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phối hợp hoạt động xây dựng các tổ chức đoàn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn. Thông qua chương trình phối hợp tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình, tăng cường sự hiểu biết, tinh thần tương trợ, đồng hành, chia sẻ giữa đoàn Vĩnh Long và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152. Từ đó tạo thêm động lực cổ vũ, động viên hai đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị, hôm nay trong khuôn khổ các hoạt động hội báo toàn quốc năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh, Diễn đàn báo chí toàn quốc tiếp tục ngày làm việc thứ hai với các phiên thảo luận chuyên đề được các đơn vị báo chí, đơn vị quản lý báo chí trong cả nước quan tâm. Trong sáng nay, Diễn đàn báo chí diễn ra các phiên thảo luận gồm chuyên đề như đa dạng nguồn thu, các cơ quan báo chí, phóng sự điều tra, hành trình làm điều có ích, quyền sở hữu trí tuệ các tác phẩm truyền hình trong thế giới AI. Trong đó, chuyên đề đa dạng nguồn thu các cơ quan báo chí được các đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm tại phiên thảo luận. Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: mình nói đến vấn đề là đa dạng hóa nguồn thu thì đầu tiên mình cũng phải chấp nhận là gì? Mình cũng không thể nào cứ làm báo theo cái cũ được đã. Mình cũng phải thay đổi. Kể cả đến khi có tìm được cái cơ hội để mà tăng nguồn thu ấy, thì cái cơ hội đấy nó không đến với tất cả mọi người đâu. Nó cũng chỉ đến với những cái bộ óc đã được chuẩn bị, những cái cơ quan đã sẵn sàng với việc đó và đã tự tìm những cái đường, những cái lối ra cho mình. Trình bày tham luận tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS, nhìn nhận sự bùng nổ và xâm nhập sâu sắc của công nghệ số đã làm thay đổi căn bản thị trường báo chí. Trong đó, sự thay đổi thể hiện rõ trên 3 khía cạnh là hành vi tiêu thụ tin tức, cấu trúc thị trường, nguồn cung, kênh phân phối, bán hàng và nguồn thu. Đồng thời đưa ra gợi ý các cơ quan báo chí cần chú trọng tới nguồn thu mới từ độc giả nhiều hơn. Muốn vậy, phải hiểu được hành vi xem tin tức của độc giả. Hiện nay thì đến từ gần khoảng là 60% cơ quan báo chí chưa có thu phí độc giả và cũng chưa có cái ý định về từ thu phí về mặt độc giả. Thì cái này cũng là tôi nghĩ là nếu mà đây là cũng là một cái con số rất là đáng quan ngại về mặt nhận thức của các cơ quan báo chí Việt Nam đối với cái chuyện là đa dạng hóa nguồn thu. Chúng ta rõ ràng chúng ta không thể chuyển sang báo chí thu phí nếu như mà chúng ta không biết là độc giả quan tâm đến như thế nào và cái hành vi của độc giả ở trên trang là cái gì. Trong phần tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân sụt giảm quảng cáo trên các loại hình báo chí, nhất là báo giấy truyền thống, cũng như cách thức tạo ra các nguồn thu khác bù đắp cho sự sụt giảm đó. Các đại biểu đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí cũng đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những cách làm hiệu quả để đa dạng nguồn thu cho đơn vị. Trước kia là 75 là trên nền tảng báo giấy, thì bây giờ là 75 là trên nền tảng số. Thì như vậy, sự thay đổi buộc chúng tôi phải đầu tư rất mạnh vào công nghệ. Cái bất lợi của chính các cơ quan báo giấy như chúng tôi đó chính là thiếu một cái cơ quan đầu tư về công nghệ. Khó khăn lớn nhất đó chính là thói quen của đội ngũ khi tư duy đề tài, tư duy cách làm, các cái kỹ năng là quen trên mạng thì buộc phải thay đổi. Tại diễn đàn, các đại biểu cũng đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh một số cơ chế chính sách phù hợp hơn, giúp các cơ quan báo chí thực hiện đa dạng nguồn. Đồng thời, đề xuất nên có buổi đối thoại các nền tảng mạng xã hội với hội nhà báo và các cơ quan báo chí về việc tuân thủ các quy định của luật quảng cáo,
cũng như chia sẻ nguồn thu cho các cơ quan báo chí khi khai thác dữ liệu, nội dung từ báo chí. Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn Intertech Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hệ sinh thái The VOS ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phát triển bền vững, kiểm kê khí nhà kính và giao dịch tín chỉ carbon. Theo nội dung ký kết, ba bên hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tốt nhất cho thị trường tín chỉ carbon, giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến nền kinh tế phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Theo đó, chương trình đào tạo được chia thành 3 cấp độ, giai đoạn 1 với 10 mô đun cơ bản về tín chỉ carbon, phát thải ròng bằng không, bù đắp và trung hòa carbon, giảm phát thải khí nhà kính, kiểm toán carbon rừng, kiểm kê và xác minh khí nhà kính, đánh giá dòng đời và dấu chân carbon của sản phẩm, báo cáo theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, báo cáo môi trường, xã hội và quản trị được đào tạo theo hình thức trực tuyến. Giai đoạn 2 và 3 sẽ thực hành trực tiếp tại các doanh nghiệp. Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia tiềm năng với các dự án về tín chỉ carbon. Việc ký kết hợp tác đào tạo góp phần cung ứng nguồn nhân lực kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển, vận hành thị trường tín chỉ carbon ngay từ bây giờ và trong thời gian tới. Thông tin mới nhất từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 có hơn 95.500 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó tỉnh Vĩnh Long có 1.143 thí sinh. Đợt 1 của kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 4 tại 24 tỉnh thành phố trong cả nước. Tỉnh Vĩnh Long có 2 điểm thi đặt tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Trường Đại học Xây dựng miền Tây. So với năm trước, số lượng thí sinh tỉnh Vĩnh Long đăng ký dự thi năm nay tăng gần 100 em. Kỳ thi được tổ chức với mục tiêu đánh giá đúng năng lực và năng lực của thí sinh một cách toàn diện. Kết quả của kỳ thi sẽ được sử dụng như một trong những phương thức xét tuyển vào 10 trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện có hơn 100 trường đại học cao đẳng trong cả nước đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khi việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội đã trở nên phổ biến trong học sinh trung học phổ thông, thì việc hướng dẫn giúp cho các em trang bị những kiến thức cần thiết để sử dụng mạng xã hội được an toàn là việc làm cần thiết. Và trong thời gian qua, thì Công an huyện Tam Bình đã phối hợp với các trường học trên địa bàn để hướng dẫn nhằm giúp cho các em nâng cao kiến thức sử dụng mạng xã hội hữu ích, an toàn và đúng quy định của pháp luật. Trong những buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Tam Bình, đều được các trường dành khoảng 30 phút để cán bộ đội an ninh công an huyện chia sẻ với thầy và trò về việc sử dụng mạng xã hội sao cho hữu ích, an toàn và đúng quy định của pháp luật. Những điều các em nên làm và không nên làm đã được nêu lên thật ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Thông qua việc tương tác trực tiếp đã giúp các em hiểu sâu hơn về cách thức sử dụng mạng xã hội sao cho an toàn và có lợi nhất. Thông qua hoạt động này thì với mong muốn là sẽ cung cấp những cái kiến thức cơ bản cho quý thầy cô và các em học sinh về những cái vấn đề liên quan đến không gian mạng, thông tin kịp thời về những cái phương thức thủ đoạn mà các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội, để từ đó mà có được cái ý thức tự bảo vệ, tự phòng tránh khi tham gia vào môi trường trên không gian mạng. Qua buổi tuyên truyền thì em thấy được nhiều khía cạnh hơn về mạng xã hội, như là mặt tốt và mặt xấu của nó, biết cách bảo vệ bản thân của mình khi sử dụng mạng xã hội. Thì em cũng học được một số bài học và kỹ năng bổ ích, ví dụ như là bảo vệ thông tin cá nhân của mình, có những ứng xử văn minh, lịch sự và đúng pháp luật trên mạng xã hội. Từ đó thì em cũng đã ứng dụng vào trong đời sống cũng như việc học của mình. Thì em cũng về phổ biến lại với gia đình, người thân để cho gia đình biết và cũng như tự bảo vệ bản thân mình trên mạng xã hội. Ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Tam Bình cho biết, hiện các em khối lớp 11, 12 sử dụng điện thoại thông minh kết nối mạng chiếm tỷ lệ trên 90%. Vì vậy, việc hướng dẫn cho các em phát huy các mặt tích cực và hạn chế tối đa các mặt tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội là việc làm cần thiết. Tuyên truyền việc mà sử dụng cái mạng cho đúng pháp luật là một việc cần rất là cần thiết cho các em để các em sử dụng và khai thác cho nó đúng, không có vi phạm pháp luật và tránh những cái trường hợp mà đáng tiếc xảy ra. Qua cái việc mà hướng dẫn sử dụng mạng xã hội của các anh thì học sinh cũng rất là hứng thú và các em cũng rất là tích cực biết sử dụng như thế nào để cho cái mình ngày càng tốt hơn trong cái việc mà
sử dụng trong việc học cũng như trong cuộc sống. Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các tiết dạy, các giáo viên cũng đã lồng ghép, phổ biến thêm thông tin, đồng thời nhắc lại những điểm cần lưu ý để các em nắm bắt tường tận hơn những kiến thức kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Từ những việc làm thiết thực này sẽ góp phần giúp các em hình thành ý thức trách nhiệm để sử dụng mạng xã hội an toàn và hữu ích hơn trong thời gian tới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long liên quan đến việc nâng cấp một số tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong đó có kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quốc lộ 54 có chiều dài khoảng 149 km. Điểm đầu tại Dàm Cống, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối giao với quốc lộ 53, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Trong đó, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long có chiều dài hơn 44 km, quy mô 2 làn xe. Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện duy tu thường xuyên quốc lộ này. Cụ thể, năm 2022, bố trí 22 tỷ đồng. Năm 2023, bố trí 53 tỷ đồng. Và dự kiến năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục bố trí khoảng 25 tỷ đồng để đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo khai thác thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Bộ Giao thông Vận tải đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ tài liệu để khi cân đối được nguồn lực đầu tư, Bộ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ này. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, rút kinh nghiệm từ hai kỳ xâm nhập mặn gây gắt trước, năm nay công tác đo mặn được ngành chức năng trong tỉnh triển khai sớm từ giữa tháng 12 năm 2023. Kết quả đo mặn hàng ngày từ 8 trạm đo mặn cố định được thông tin nhanh qua hệ thống tin nhắn SMS đến gần 1.800 đầu số là lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo các địa phương. Từ kết quả quan trắc độ mặn, thông tin nhanh qua hệ thống tin nhắn SMS, ngành chức năng và các địa phương đã tổ chức tốt việc vận hành công trình thủy lợi, chủ động đóng mở cống ngăn mặn để lấy nước, trữ và cấp nước ngọt hợp lý cho sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt là qua thời gian dài ứng phó với hạn mặn, người dân đã thích ứng, các tổ hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp, hộ nông dân ở các địa phương bị nhiễm mặn, tự trang bị máy đo độ mặn và các giải pháp ngăn mặn, trữ ngọt, phát huy hiệu quả phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần hạn chế nhiễm mặn ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tuần cuối tháng 3 năm 2024 sẽ có thêm đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3. Chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn trong thời kỳ này có khả năng xâm nhập trên các sông Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây là từ 80 đến 90 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là từ 60 đến 67 km, sông Hàm Luông là từ 57 đến 65 km, sông Cổ Chiên từ 50 đến 60 km, sông Hậu là từ 55 đến 60 km, sông Cái Lớn là từ 45 đến 52 km. Để chủ động ứng phó với đợt xâm nhập mặn này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức theo dõi chặt chẽ, nắm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình thiếu nước xâm nhập mặn tại từng khu vực trên địa bàn, để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đặc biệt là khuyến cáo các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới nước thì người dân cần kiểm tra nồng độ mặn. Thưa quý vị, đến tỉnh Điện Biên vào tháng 3 này thì du khách sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp của hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc. Đây là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của người con gái Thái và là biểu tượng của du lịch Điện Biên. Đặc biệt tại cao nguyên đá huyện Tổ Chùa, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 150 km, thì có một rừng ban cổ mộc tự nhiên mang vẻ đẹp nguyên sơ. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về rừng ban cổ tại Si Láng, được nhiều người đánh giá là rừng ban đẹp nhất của tỉnh Điện Biên.
bàn xã Tùa Thàng có cái rừng hoa ban cổ ở thôn Tà Si Láng, mật độ cây rất là tập trung, thì huyện cũng đã khoanh vùng và quy hoạch là một cái khu điểm du lịch của huyện để cho khách đến trải nghiệm và check-in. Rừng ban cổ Tà Si Láng nở rộ đúng vào thời điểm diễn ra lễ hội Qua Bang và năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Khung cảnh Qua Bang nở trắng muốt giữa đất trời để góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp thơ mộng của núi rừng Tây Bắc. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.